Chào các bạn, mình là Ryan đây. Chắc lâu quá rồi mình mới trở lại để review cho các bạn một bộ phim mà mình coi cũng lâu mà bây giờ mình mới có dịp để nói cho các bạn nghe. Đó là bộ phim Hạnh Phúc Của Mẹ. Thì lại là một phim nữa sử dụng các yếu tố, các cặp đôi có thật ngoài đời để câu khách là Cát Phượng và anh Kiều Minh Tuấn. Vậy á, thực ra đây có phải là một bộ phim xứng đáng các bạn bỏ tiền đi coi không? Hay á, phim này là một cái chiêu trò câu khách rẻ tiền để thu hút khán giả. Tại sao mình nói cái phim này như vậy? Bởi vì á, trong suốt quá trình làm phim, cái scandal xảy ra giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguyên nổi lên như là một hiện tượng cho cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Theo mình biết á, cái vụ lùm xùm này cũng đã được đăng lên báo cùng với nội dung đính chính á, là cái này là vô tình thôi nên là không có ảnh hưởng tới phim. Trước khi đi coi phim á thì mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, là review cho các bạn coi thôi, chứ mà còn về thưởng thức phim á thì mình không thấy có cái hứng thú nào hết. Vì mấy cái phim Việt Nam kiểu này á, mình không có thích, nói thiệt luôn. Và thực tế đi coi phim thì mình thấy thật sự là có cái vấn đề giữa cái cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn này. Giờ tới phần cốt truyện ha. Thì phim này diễn ra trên một cái vùng quê nghèo ven biển, với hình ảnh chủ đạo á là những ruộng muối bạt ngàn, rồi những đồi cát cao vút và những cái vỏ cá trên cái chiếc xe lam á của chị Phượng cà tàng chở ra mà chợ bán. Bà Tị, bà định làm hết việc của dân vùng này luôn á hả? Thằng Tim đi học rồi cho nên tôi cần có nhiều công chuyện xíu. Chị có một đứa con á, chẳng may là bị mắc bệnh tự kỷ nên là rất khó khăn trong cái việc giao tiếp với người khác. Trong phim á, chị biết nói có một chữ à, là Tuệ là tên của chị này, chứ không có gọi mẹ như mấy đứa trẻ khác, làm gì cũng tuệ. Tim đọc theo mẹ nghe. Màu xanh tệ, màu đỏ tệ. Chị á phải một mình nuôi con trước cái sự dòm ngó dị nghị của xóm làng. Trời ơi, tôi thấy thằng Kim nó khùng muốn chết luôn à, đi học vậy? Chị nói tôi sao cũng được, đụng tới con tôi không có tha đâu nghe. Tôi nói không đúng hay sao? Cả cái làng này không biết nó khùng. Ta. Tự kỷ là sao bác sĩ? Cái bệnh này có trị được không? Chị Tuệ, chị là người hiểu rõ nhất. Cháu không thể tiếp tục học ở đây được nữa. Và Kiều Minh Tuấn thì đóng vai một thanh niên trẻ tuổi, độc thân, thẳng là trai tân á, không bị lệ thuộc, phụ thuộc vào gì hết. Nhưng mà lại thương chị Tuệ này bởi vì cái ác và muốn được góp gạo thổi cơm chung nuôi hai mẹ con luôn. Rồi, phim chỉ có vậy thôi đó. Nếu mà nào tinh ý á, thì những gì mình nói nó đã được phô bày hết rồi, trình hình trên cái trailer gốc của phim. Nên các bạn có thể thấy chất liệu làm ra cái phim này rất là mộc mạc, giản dị. Chỉ trừ cái phong cách ăn mặc của anh Giao Nước Đá Giang do Kiều Minh Tuấn thủ vai. Trời ơi, Ryan, don't understand luôn. Quê biển mà ăn mặc lòe lòe, áo hoa sặc sỡ, đi ngoài nắng cũng mặc áo đẹp, đi bóc chát cũng mặc áo đẹp, đi chở nước đá cũng mặc áo đẹp luôn. Làm cho Ryan thấy là ekip cố tình làm cho cái cậu ta trở nên ăn chơi không được chín chắn cho lắm. Mình có cảm giác Kiều Minh Tuấn đã bê nguyên si cái anh chàng ăn chơi bên Em Chưa 18 vào phim này luôn. Nếu mà Kiều Minh Tuấn diễn xuất mình không được hài lòng thì cô Cát Phượng lại là một điểm sáng của phim. Cô trong phim này rất là xuất thần, sâu sắc, khác với cô trên sóng truyền hình rất là nhiều. Chú là lạ lùng thật đấy. Giày thì đẹp, vơ thì rách, cho niết lông mà trong đây có lát hay không? Được. Ánh mắt của cô trong phim này mang một vẻ gì đó cực cực khổ khổ, đầy vẻ cam chịu một phụ nữ tần tảo nuôi con, mà con lại có vấn đề nữa. Mà cái hay ở đây á là phim con này rất là dễ thương. Các bạn đừng có hiểu lầm, cái dễ thương ở đây á phải là dễ thương của một cô gái mới lớn, mà do cô Cát Phượng đã già nên dễ thương ở đây á, ý mình cũng nói á là bình thường nếu một người phụ nữ cả ngày ở chợ rồi bốc vác hàng hóa như vậy là sẽ có những cái cách cư xử rất là hàng tôm hàng cá chợ búa. Ông khùng quá. Tôi khiêng mấy cái nhẹ đi, mấy cái nặng để tôi. Tôi giống bạn bè bình thường thôi hả? Trời. Gì trời? Thì tiền cho con Tim đi học đó. Tôi muốn mọi người nói tôi lợi dụng ông. Sao? Vì tại phim này rất là dễ thương luôn. Giống như mình cảm giác là vì một hoàn cảnh nào đó chị mới tần tảo cực khổ như vậy, chứ trước đó chị có một cái cuộc sống tốt đẹp, không đến nỗi cực như bây giờ. Thì đi coi phim á, ban đầu mình cũng thắc mắc đó, tại sao mà chị Tuệ lại như vậy, mình nuôi con. Hên á, cũng may là có đoàn làm phim giải đáp nên là thấy việc xây dựng nhân vật chị Tuệ này cũng không đến nỗi nào. Còn cách xây dựng nhân vật phụ xung quanh hai mẹ con chị Tuệ thì rất là thị trường luôn. Điều này mình cũng không có bất ngờ lắm,
đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mình không thích cái tiếng nhân vật phụ này lắm, trừ hai bà bán quán trung dân với một cô nữa mình quên tên rồi. Mà bạn nào đi coi á, này mà biết tên thì nhớ nhắc mình nha. Phim này á thì chắc ai cũng biết là phim bi rồi ha. Mà do nó có yếu tố thị trường đó nên là phải thêm vào những tình huống hài cho nó nhẹ nhàng, để người xem đi coi mà không có cảm giác là nặng nề. Mấy phim giải Oscar đầu phim vô á là có biến cố liền luôn, nó rần rần luôn, báo hiệu cho khán giả là phim này sẽ lấy nước mắt của các bạn đó, cẩn thận nha. Ông Giang, ông khùng á. Còn nút thắt của phim á thì mối tiếp cũ, việc cậu con trai của cô Tuệ đi thi nhảy lên truyền hình thì mình cũng thấy nhiều phim thị trường luôn. Vì quá nhiều phim rạp bây giờ thể làm gì cũng cho nhân vật chính mình đi thi rồi lên chương trình phát sóng trực tiếp, đồ bla 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 kiểu vậy á. Tại sao chị lại chọn chương trình này? Tôi chỉ mong là con tôi sống tử tình hơn. Con chính là trái tim của mẹ, mẹ yêu con. Tới phút nhảy, Ran lại don't understand tại sao đứa con lại có thể tiến bộ nhanh như vậy được. Mình nghĩ cái phim này á phải có một cái trục trặc nhỏ hoặc là không hoàn thiện ở cái phần nhảy cuối cùng để cho khán giả thấy là đứa bé đã cố gắng dù cho có nhiều thiếu sót, chứ không phải mà perfect như vậy được. Thì mình thấy cái kịch bản này hơi hời hợt quá. Dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng. Không bao giờ. Nãy giờ mình chơi phim cũng nhiều rồi, không có sáng tạo, nên giờ mình khen đi ha. Cái điểm mình cho là gây ám ảnh nhất mà mình hiếm gặp ở những cái phim Việt Nam khác, đó là đoạn cuối phim khi mà thằng bé đang chơi rồi nó chào chị Tuệ. Rồi sau đó thôi các bạn đi coi đi ha. Lúc đó bạn sẽ biết là tại sao mình lại ấn tượng. Mà tới giờ ấy, nó thiệt cho con ám ảnh luôn. Nhìn chung á, khán giả đi coi phim này cũng đã chuẩn bị tâm lý buồn và sẽ xúc động. Và phim này lại còn ra vào ngày 8 tháng 3 nữa. Thì đứng trên góc độ một cái phim bi á, thì mình thấy phim này đã thành công. Vì mình rất ít khóc khi coi cái phim như vậy. Và phim này nó đã đẩy mình lên khoảng 65-70%. Chỉ thiếu có 30-35% nữa là mình sẽ khóc. Điều cần thiết và quan trọng nhất bây giờ là chị phải nhập viện gấp. Em không muốn xa con lúc này. Tại sao lại là em vậy? Giữ giùm tài sản của tôi á. Thằng Tim nó cần có một người vợ. Anh có chắc là yêu thương thằng Tim và lo lắng cho nó hết cả cuộc đời của anh hay không? Anh không cần biết. Anh chỉ muốn được cùng em chăm sóc cho thằng Tim thôi, cho dù có một ngày thôi. Nên á, các bạn bình thường không khó tính lắm, sống mà tình cảm nội tâm hơn mình á, thì sẽ thấy phim này chạm đến cảm xúc của bạn thật sự luôn. Còn những điều mà mình không thích về anh Kiều Minh Tuấn á, mà nhà nhân vật phụ, thì mình thấy đối với khán giả bình thường thì đó cũng tạm chấp nhận được. Vì những yếu tố đó làm phim trở nên nhẹ nhàng, khán giả vừa được khóc vừa được cười. Mặc dù nhiều chỗ á, mình thấy cũng hài nhảm lắm, nhưng mà thôi, bỏ qua những yếu tố hài đó thì mình thấy phim này có chạm vào cảm xúc, vậy là ok lắm rồi. Chứ về độ hay á, mình đánh giá phim này ổn tạm thôi, chứ không có hay. Cuối cùng á, một điều nhỏ xíu xíu nữa mà mình không thích ở cái phim này là tình cảm con nít. Thấy không nên đưa vào. Vì trời ơi trời, mới cái tí tuổi mà mẹ chỉ thì không nghe. Cặp gái á, cái là tương tước nghe hiểu hết. Mà phim này không giới hạn độ tuổi nữa, nên mấy em nhỏ bị coi phim này rồi bị đầu độc làm sao, đúng không? Thôi video cũng đã dài rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Nhớ subscribe kênh mình nha. Bye bye.